Ok, mình bắt đầu nha. Mình bắt đầu chữa đề ngày hôm nay. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện? Kim loại nào sau đây được điều chế bằng nhiệt luyện nhỉ? Nhiệt luyện thì là phải luyện trong không khí đúng không? Chứ thằng này tác dụng oxy không được. Tác dụng oxy không được, tác dụng oxy không được. B. Ok. Tiếp tục này. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 2A? Bé mang cây súng bắn ruồi. Bé mang cây súng bắn rồi. Ừ, ok, chính xác là khác với ma trận đề thi thảo hiền ạ. Nhưng mà câu này trong này có rất nhiều câu hay, nó mang tính dự đoán cho đề thi năm nay. Thế nên là thầy mới để cho các em xem. Thầy mới chữa câu này cho các em. Đề này có rất nhiều câu dự đoán nhé. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của các em. Nên là thầy mới hello Ngọc Như mọi tay của bạn. Vậy đây mình có này, kim loại thuộc nhóm 2A là canxi. Các em nhớ comment đáp án nha. Comment đáp án Cao Quang Hảo rồi. Hello cả nhà. Hảo ơi Hảo, xe vào trong nhóm live VIP giúp thầy với. Hảo xe cho các bạn học live VIP giúp thầy với. Nhá. Và xin thông báo các em một tin mừng là cái khóa live VIP của thầy bây giờ giảm giá chỉ còn 300.000. Và sắp tới thầy tăng thêm một buổi cho nhóm live VIP. VIP của thầy. Vào sáng chủ nhật. Ok. Câu số 3 này. 0,95 glucose. Em nhớ xe về tường nhá, không tí nữa là thầy like xong là thầy ẩn đi đấy. Vì có số mol mà 0,9 chia cho 180 thì bằng 5 × 10⁻³ đúng không? 5 × 10⁻³. Chúng ta nhớ thầy rằng là một glucose thì ăn hết sinh ra được 2 bạc. Vậy thì tìm được số mol bạc bằng 5 × 10⁻³ nhân 2 thì bằng 0,01. Vậy từ đây thì tìm được số mol bạc bằng 0,01 mà nhân với lại 108 thì bằng 1,08. Đáp án D. Ok chưa? Hello. Các em giúp thầy xem lại về tường công tác tất cả các bạn của em ở trong video live stream này nhá. Đề này rất là hay, kể cả lý thuyết lẫn bài tập. Đầu tiên thầy chữa full lý thuyết trước, sau đó thầy chữa bài tập sau nhá. Câu số 4. Cho dung dịch cao hát vào chất tích thu được kết tủa màu xanh nhạt. Mình có này. Anh này kết tủa màu nâu đỏ loại. Anh này kết tủa màu trắng xanh loại. Anh này kết tủa trắng xanh, anh này cũng kết tủa là màu xanh nhạt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Seward Island kết tủa màu xanh nhạt. Được chưa? Tiếp tục. Câu số 5. Isoamin acetate 4A đúng rồi, chính xác, hoàn toàn dụng chính xác luôn đấy. Câu này có rất nhiều bạn bị của thầy bị lừa luôn. Thế mà bạn Dũng đúng chính xác, một tràng pháo tay cho bạn Dũng nha. Câu 5. Các em nhanh tay share video live stream lại về tường nhá. Xong rồi là tát tất cả các bạn của em vào trong video live stream này giúp thầy nhá. Không là tí nữa thầy like xong là thầy ẩn xe đó. Khẩn trương nhanh nhanh nhá. Câu này thì chữa rất rất nhiều luôn. Toàn đầy hay luôn. Mỗi tuần thì chỉ có thể live stream của các em một buổi thôi. Nên là cố gắng theo dõi thật kỹ, thật sát vào những cái đề mà thầy like. Bởi vì những cái đề thầy like luôn luôn là những cái đề mà cực kỳ hay, cực kỳ kinh điển. Đúng không? Thì thầy mới like cho các em. Chúng ta tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo là câu số 5. Isoamin acetate CH3COO này. Isoamin C này. Đúng chưa? C này. 1 2 3 4 5. Thỏa mãn. Anh này vứt. Đáp án đúng đáp án A. Rất tốt. Diệu Minh, Hoàng Tấn Dũng, Cao Quang Hảo, Bích Phương, Dương Quang Thuận, Phương Anh. Đúng rồi, chính xác. Sang câu số 6. Dẫn khí CO dư qua ống sứ được 8 gram bột CO. CO mà dư thì CO hết. Thì tìm được số mol bằng 8 chia cho 80 thì bằng 0,1. Thì thu được hỗn hợp khí gồm CO dư và CO2. Thì tìm được số mol CO2 nhỉ? Bằng thằng này ăn thằng này tôi tỉ 1:1 nên số mol CO2 bằng 0,1. Đúng chưa? Số mol CO2 bằng 0,1. Vậy cho vào trong nước với trong dư là CaOH2 lần. Dư thì thầy thu được kết tủa của thầy là kết tủa CaCO3. Số mol bằng 0,1. Vậy thì có là 0,1 mà nhân với lại 100 thì bằng 10.
Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Trúc Thanh đúng, Như Phúc Lê chính xác, Trần Thức đúng, Hoàng Tấn Dũng đúng. Đấy, các em nhanh tay comment là đáp án, xong rồi tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream nhá. Bạn nào chưa share thì share lại nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 7 nhỉ. Câu tiếp theo, câu số 7. Các em chú ý nhá, tất cả các buổi livestream của thầy, tất tần tận các buổi livestream của thầy đều được up lên channel của thầy. Channel của thầy là channel Minh Myelin, Minh Myelin. Em chỉ cần đánh Minh Myelin. Được chưa? Là em sẽ có thể tìm được channel này. 128 video này. Đây, rất nhiều này. Live 40 câu đề thi thử này, chi tiết học kỳ này, phương pháp xác định đồng phân này, kích vào video của thầy này. Có rất rất nhiều video cho các em. Nhất là chiêu xác định đồng phân siêu tốc này. Trong đó thì lại có rất nhiều danh sách phát của thầy này. Đây, danh sách phát này. Chọn bộ những chuyên đề ôn đạt 789 này, chuyên đề lớp 11 này. Đấy, giải chi tiết bộ đề thi Trung học phổ thông quốc gia 27 này. Cái này là cái quan trọng này, các em cần xem này. Giải chi tiết này, bộ đề này, chuyên Quốc học Huế này, chuyên Bắc Giang này, Vũng Tàu, Ninh Bình này, Sở Dục Hà Nội, vân vân, rất nhiều đề ở trong này. Để chưa, các em nhìn chưa? Đấy, nên là các em chú ý vào trong channel của thầy để có thể học lại nhá, tất cả những cái bài mà thầy đã làm. Tiếp theo này, mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 7. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Disaccharide. Thế thì các em lưu ý cho thầy, disaccharide là gồm những thằng nào? Thế để ý nhá. Sen là poly, glue là mono, tinh bột là poly. Vậy disaccharide là C. Saccharose. Câu số 8. Câu số 8. Thủy phân hoàn toàn một mol peptide mạch hợp X. Thủy phân hoàn toàn một mol peptide mạch hợp X. Thu được 2 mol gly, gly 2, 2 mol ala, ala 2, 1 mol valin, valin 1. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X. Đây là X này. Thủy phân hoàn phân hoàn toàn thì được gly ala 3. Gly này, ala này. Và vậy là gly 2 thì vẫn còn một thằng gly bên ngoài và một thằng ala bên ngoài. Vậy thì đặt cụm này là cụm X. Vậy sắp xếp bọn này theo thứ tự là GAX là 3 thằng, đúng không? Sắp xếp với nhau thì nó sẽ là 3 dây thừa. Đúng chưa? 3 dây thừa thì bằng 6, chính xác Trúc Thành. 6, rất tốt. Chính xác Trúc Thành. Ok, Trần Thức bị nhầm rồi. Hoàng Tấn Dũng đúng, chính xác luôn, rất tốt. Đấy, có rất nhiều bạn bị nhầm câu này. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Câu số 9 nha. Kim loại đồng tan được trong dịch nào sau đây? Kim loại đồng tan được trong dịch nào sau đây? Nga thu đào, rất tốt. Nhờ. Nào, dung kim loại đồng tan được trong dịch nào sau đây các em? Dung dịch đồng nhá. Dung dịch đồng tan được trong dịch nào sau đây? Dung dịch đồng. Nào comment nào. Dung dịch đồng. Hello. Nào, mình có này. Mình có này. Kim loại đồng tan dung dịch sao đây? Đồng chắc chắn không ăn HCl, vứt. Đồng thì có ăn BaCl3, vứt nốt. Đồng ăn HNO3 đúng không? Đồng không ăn NaOH, vứt. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu số 10 nha. Tiến hành các thí nghiệm sau. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Đồng vào sắt 3, vậy sẽ ra phản ứng đồng cộng sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Thỏa mãn đúng không? Thỏa mãn. Được. Ăn mòn hóa học. Cắt miếng sắt tây sắt tráng thiếc. Sắt tráng thiếc hai cực khác nhau hoạt bản chất. Đúng chưa? Không sao, vô tí hon ạ, vô tí hon vào học luôn cũng được. Để trong không khí ẩm là trong môi trường. Vậy ăn mòn điện hóa mất rồi. Vứt. Nhúng thanh kẽm. Nhúng thanh kẽm.
Nào, nhúng thanh kẽm. Nhúng thanh kẽm thì sao các em nhỉ? Nhúng thanh kẽm thì có vấn đề gì xảy ra? Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2O4 loãng nhưng lại có đồng. Vì vậy là kẽm tác dụng với đồng để tạo thành cực kẽm đồng. Lại trong môi trường COS4 và trong H2O4 loãng, vậy lan mòn điện hóa rất tiếp. Quấn sự đồng với đinh sắt, thế là có đồng sắt. Trong môi trường NaCl lại vứt tiếp và ăn mòn điện hóa. Vậy ở đây có 3 thằng ăn mòn điện hóa, 1 thằng ăn mòn hóa học thôi. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Hello B nha, Phương Anh nhầm mất tuổi em ơi. Tô Thành Đạt chính xác, Trần Thức chính xác, Hoàng Văn Dũng chính xác, Nga Thu Đào Nga Thu Đào comment câu 11 nhanh thế. Giờ ok, các em hiểu bài không nhỉ? Các em hiểu câu 10 không? Bạn nào mà hiểu câu 10 này chấm ngay để xem nào. Những bạn nào hiểu câu 10 chấm ngay thầy xem nào. Để thầy còn chỗ nào mà khó không hiểu các em có thể hỏi để thầy giảng lại nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 11 đi. Câu số 11. Chào các đối thủ nặng ký. Hello Trần Thức. Polyvinyl clorua được điều chế từ phản ứng trùng hợp nào sau đây? Polyvinyl clorua thì đi từ vinyl clorua. Vinyl clorua. Vậy vinyl clorua không phải anh này, không phải anh này. Chào phải anh này. Vinyl clorua là B. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 12. Úi dồi ôi, câu này mới hay này. Số thí nghiệm thu được kết tụa là bao nhiêu này? Bao nhiêu bạn comment đúng cái này này? Dịu HC thì em hiểu, ok, rất tốt. Bao nhiêu bạn làm đúng câu này? Làm đúng câu 12 này thì thật là dã man luôn. Dã man còn ngan luôn, chẳng phải là không. Đúng không? Xem nào. Xem nào, ok. Rất nhiều bạn hiểu. Xem nhá, cùng xem nhá. HCl vào NaLO2 dư có nghĩa là HCl cộng với NaAlO2 dư thì thu được, do thằng này dư, thu được kết tụa AlOH 3 lần. Một thằng Al2S3 và HCl2 dư thì thu được AlCl3 cộng H2S bay lên, không có kết tụa, vứt. Nhôm dịch NaOH thì thu được NaAlO2 cộng H2, không có kết tụa, vứt tiếp. Vứt, vứt, có kết tụa này. NH3 trong dịch AlCl3 thì thu được kết tụa AlOH 3 lần. Do kết tụa AlOH 3 lần không tan trong NH3, hai thằng kết tụa. Đấy, hay không? Ba kết tụa nhưng phải comment xem là thằng nào chứ, hoặc Cao Quang Hảo, Hoàng Tân Dũng. CO2 và Na AlO2 thì thu được kết tụa AlOH 3 lần. Kim loại nhôm và sắt 3 dư, lưu ý sắt 3 dư thì có phương trình này. Nhôm cộng với sắt 3 tạo thành nhôm 3 cộng với lại sắt 2, không thu được kết tụa, vứt. Vậy sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tụa là AZE. Được chưa? AZE. Nhầm là Dương Quang Thuận ạ. AZE, Dương Quang Thuận chính xác. Chỉ có 3 cái thôi. AZE, Hồ Viết Trãi ạ. Hồ Viết Trãi bị nhầm mất rồi. Đấy, những bạn nào thấy hay thì chấm cái xong rồi xe lại về tường nhá. Ôi dồi ôi, vậy là mình chỉ có A, Z, E và chỉ có 3 thằng thôi. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Đáp án đúng mình là đáp án D nha. Mình sang tiếp này, câu số 13 này. Câu số 13 này. Công thức khoa học của polyethylene. Polyethylene thì đi từ ethylene. Có nghĩa là CH2 nối đôi CH2 để tạo thành CH2 CH2 N lần, đúng không? Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Được chưa? Ôi dồi ôi, Công Phượng chào các bạn từ nãy đến giờ. Thank you Vua Tí Hon. Đề này hay lắm, các em cứ chú ý mà xem. Bước 1 thầy chữa full lý thuyết, xong rồi tẹo nữa là thầy sẽ chữa đến câu của bài tập hay nhá. Chú ý này, hôm nay thầy chữa đề thì bước 1 là thầy chữa full lý thuyết. Chữa full lý thuyết trước. Chữa full lý thuyết trước. Sau đó bước 2 mới chữa đến bài tập. Nhớ chưa? Thế thì oxit nào sau đây là luyện gang thép? Luyện gang thép thì nó phải có sắt. Oxit phải chứa sắt. Đáp án đúng đáp án B. Được chưa? 15. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Thì thằng này tồn tại điều kiện thường chảy là thể rắn này, kẽm thể rắn này, sắt thể rắn này, bạc thể rắn này. Chính vì vậy cũng muốn thằng thủy ngân là thể lỏng thôi. Nên nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thể lỏng, điều kiện thường thủy ngân. Được chưa? Câu 16. Cho 15 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức. Amin. Amin 15 gam cộng HCl
0,75 nhân V. Thu được muối 23,76. Vậy đây thì có bảo toàn khối lượng luôn. MA min cộng MHCl, thằng này nhân 36,5 thì bằng 23,76. Cái này thì tìm được luôn, V luôn. 23,76 này trừ đi 15 này, chia cho này 36,5 nhân với 0,75 này, V bằng 0,32. Được chưa? V bằng 0,32. Mà V bằng 0,32 thì chính bằng 320ml. Đáp án đúng, đáp án gì? Trần Hoàng Huệ đúng, Diệu Minh đúng, chính xác. Hồ Viết Trãi đúng, chính xác. Tô Thành Đạt đúng, chính xác luôn. Rất tốt. Ta sang câu tiếp theo, câu số 17 nhá. Câu số 17 muốn giải được thì em phải nhớ thầy điều gì nhỉ? Sắt và dung dịch hỗn hợp thì sắt sẽ khử ion kim loại theo thứ tự sau. Thế thì mình nhớ rằng là các thằng mà oxy hóa mạnh thì bị khử trước, đúng chưa? Đấy, mạnh trước yếu sau. Oxy hóa mạnh bị khử trước. Vậy là theo thứ tự thì nào? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Avio về thằng có tính oxy hóa mạnh nhất, thằng bạc. Nên thằng bạc phải ăn trước. Loại anh đồng, loại anh chỉ. Đấy chưa? Thế là mình chỉ còn A và B. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa về bạc 2 cộng đứng trước đồng 2 cộng. Vậy là thằng chỉ 2 cộng đứng trước đồng 2 cộng. Vậy có nghĩa là thằng đồng 2 cộng thì xoa mạnh hơn. Vậy thằng đồng 2 cộng thì phải bị ăn trước. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. 17A Phương Anh chính xác, Hoàng Tấn Dũng chính xác, Vũ Khánh chính xác, Như Phúc Lê chính xác, Võ Trúc chính xác. Đấy, rất rất tốt, các bạn đều làm rất tốt. Đấy, các em nhớ share lại video livestream về tường, xong rồi là tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream này nhá. Đợt này thì đang cố gắng livestream thật nhiều cho team 2K1. Tối hôm qua cũng live và tối nay cũng livestream cho 2K1, là các em phải biết là thầy đang cố gắng giúp đỡ các em như thế nào. Chỉ với mục tiêu duy nhất là giúp cho 2K1 thi điểm cực kỳ cao, thật cao, đúng không? Đấy, nên là các bạn nhớ share lại về tường nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 18. Câu số 18. Đây dạy free luôn. Đúng không? À, đốt cháy hoàn toàn argon hỗn hợp các ethanol đơn chức mạch thở. Đốt cháy hoàn toàn các hỗn hợp gồm argon ethanol đơn chức mạch thở. Vậy ethanol đơn chức mạch thở thì là CnH2nO2 này. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình dung dịch, vậy thì đốt cháy cộng oxy thì thu được CO2 và nước, đúng không? Thì đặt số mol CO2 và nước là x mol, thì nước là x mol do đây là ethanol đơn chức nên số mol CO2 bằng số mol nước này. Khối lượng bình tăng bằng 6,2. Thì có M bình tăng. M bình tăng chính bằng 6,2, chính bằng MCO2 cộng với lại M nước. Và chính bằng MCO2 chúng ta là bằng 44x cộng 18x. Vậy chúng ta mình tìm được x. 6,2 chia cho bằng một đơn 44 cộng 18 bằng 0,1. X bằng 0,1. Suy ra ta tìm được số mol của CO2 bằng 0,1 và số mol của nước cũng bằng 0,1. Đáp án đúng, đáp án A. Đấy, thầy cực kỳ muốn dạy các em thật nhiều kiến thức. Bởi vì thầy biết rằng là các em giới trẻ, đúng không? Đấy, các em rất khỏe nhưng mà các em không biết được cách nào để mà có thể tiết kiệm. Chào Vũ Khánh, đú cùng anh chị hả? Được, ok. Chào Hà Bảo, rất tốt. À, tiện thể các em mà muốn cho các em 2K1 mà học thật tốt thì có thể tag các em vào trong video livestream này nhá. Nguyễn Tuấn Hùng xe về tường đi cho các bạn cùng học nhá. Hùng ơi, Hùng xe về tường cho bạn cùng học nhá. À, các em xe về tường cho bạn cùng học giúp thầy vậy. Câu tiếp theo, câu số 19, dung dịch alavalin phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Dung dịch alavalin phản ứng được với dung dịch nào sau đây? KCl0, NaN30, KN30. Đáp án đúng, đáp án D, thủy phân trong môi trường axit nhá. Câu 20. 25 điểm thôi. Câu này lấy được 5 điểm ok ạ. Đau họng mà vẫn livestream của các em. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide. Thế thì tinh bột và thủy phân thu được monosaccharide, nó là glucose. Loại B, loại C. Glucose nha. Hydro hóa glucose thì thu được chất hữu cơ B. B là sorbitol. Nhìn đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Rất tốt. Bích Hương đúng này, Lê Huyền đúng này, Trang Phan đúng này, Đặng Hồng Thủy đúng này, Võ Trúc đúng này, Hồ Viết Trãi đúng, Trần Ngọc Huệ đúng, Hoàng Tấn Dũng đúng. Rất tốt. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 21. Câu số 21 này bây giờ thầy phô chúng ta một cái skin rất là hay của thầy. Một skin cực kỳ hay. Bạn nào mà muốn xem thì chấm cái nhá. Tí nữa. Nào nhìn nhá. Nhìn này, skin hay cực. Câu này dễ lắm. Các em nhìn nhá. C5H11O2N này. NaOH này. Thì thu được này. C2H4O2NNA. Nhìn kỹ nhá. Thầy có cộng này. Đến bảo toàn carbon này. 5 carbon trừ 2 carbon còn 3.
11 hero cộng 1 hero là 12. Trừ 4 bằng 8. Oxy cộng 1 là 3. Trừ 2 còn 1. Niter 1 trừ 1 hết. Natri 1 trừ 1 hết. Được chưa? Vậy suy ranh này chắc chắn là C38O. Vậy một thằng C38O này mà đi qua CuO nhiệt độ thu được Z. Z này có khả năng tráng gương AgNO3 trong NH3. Điều này chứng tỏ Z có thể là anhít. Mà đi qua CuO mà thu được anhít, vậy tương đương với C3H8O3O nó phải là ancol bậc 1. Và ancol bậc 1 thì chỉ có thể nó là CCCOH. Được chưa? Để nó chỉ có thể là COOH thì anh này không được, đúng không? Thằng này thì có 2C vứt. Thằng này K không được, thằng này không phải ST. Thằng này 1, 2 carbon, 3 carbon nhưng thằng này acid. Còn đầu ancol 1, 2, 2 carbon vứt. Chỉ có anh này thỏa mãn này, 1, 2, 3 carbon. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Hello Cẩm Tiên, đây là của lớp 12 Cẩm Tiên nhé. Lớp 11 vừa nãy thầy livestream xong rồi. Cẩm Tiên ạ. Đây là của anh chị lớp 12. Lớp 12 thì thầy livestream trên tường, còn lớp 11 thầy livestream trên fanpage nhá. Đây là hóa này, hóa lớp 12 Cẩm Tiên ạ. Mình sang câu 12. Câu 12 thì để lại nhá. Câu 22 thì để lại nhá, tí là thì chữa. Để lại, đánh dấu sao đây, tí thì chữa cho chúng ta. Làm mấy câu dễ dễ, câu 23 cũng vậy, để lại tí thì chữa cho nhá. Làm mấy câu dễ dễ, 24 cũng vậy. Mình đang đi làm phun lý thuyết mà. Sang 25 này, tí là thì chữa. Ba câu đấy, câu 25. Được chưa? À, cho dịch metinamin dư. Metinamin là CH3NH2 lần lượt vào dịch trung biệt sau. Thế số cái tủa thu được là các em cần lưu ý này. Thế thì AlCl3 vào CH3NH2 thì thằng này cung cấp ion OH trừ, đúng không? Vậy anh này kết tủa AlOH 3 lần này, kết tủa FeOH 3 lần này. Nhưng thằng ZnNO3 này tạo phức với lại NH3, do thằng ZN2 cộng tạo phức với NH3 nên dẫn đến là thằng này bị tan, không kết tủa. Tương tự như vậy thì thằng đồng cũng tạo phức với NH3 nên cũng không có kết tủa nốt. HCl thì chỉ có phản ứng thôi chứ không có kết tủa. NH2, N4 thì càng không có kết tủa. Vậy thì chỉ có mấy kết tủa thôi. Hai kết tủa thôi các em nhá. Hoàng Tấn Dũng tốt nhờ. Tốt đấy, Hoàng Tấn Dũng rất tốt. Làm tốt, làm đúng là tốt. Hello Phương Anh. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án nha. Nga Thu Đào. Nga Thu Đào lỗi mất rồi. Một lỗi mất một tí rồi. Không sao ạ. Các em, câu 25 mà các em hiểu không nhỉ? Các em, câu 25 này các em hiểu không? Bạn nào hiểu chấm ngay thầy xin em nào. Bạn nào hiểu câu 25 chấm ngay thầy ngó cái xem nào. Đấy, bây giờ thầy sang câu tiếp theo nhé. 26 để lại. 26 để lại này. 27 để lại tí thầy giải này. 28 để lại này. 29 ngon. 29 ngon làm được. Làm luôn, lý thuyết mà. Polymethyl mesh acrylase. Ni lông 6 được tạo thành monomer tương ứng là. Thế thì đi từ methyl mesh acrylase. Methyl mesh, thằng này không có methyl này. Methyl này, mesh nhưng không có mesh. Vứt. Mesh là có, thằng này cũng không có mesh, vứt. Vậy chỉ hàng này thôi. Poly đây là methyl mesh acrylase, ok. Ni lông 6 có 6 người tử carbon này. 5 này, 1 là 6 này. 6 của 1 là 7 này. Loại này, thằng này ni lông 7 rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Dễ không? Dễ không? Đúng không? Dễ như gần chuối nhỉ. Chào Nguyễn Thị Mơ. Giờ mới đi học về à? Ờ không sao, thế thì bây giờ thì vào học thôi không sao. Thầy cũng biết là chọn giờ đấy, nên là giờ mà nhiều bạn đi học về nên là thầy mới livestream đấy. Thầy mới livestream lúc 9 rưỡi mà. Không sao cả, bây giờ các em vào học xong các em share lại thì các em vẫn có thể xem lại được. Không vấn đề gì hết. Câu 30. Câu 30 tí nữa thì chữa nhá. 30 cũng là một câu dễ thôi nhưng mà tí thì chữa. Làm mấy câu nhẹ nhẹ trước đã. Để tránh bị nhầm nữa. Đúng không? Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 31. Khi nghiên cứu carbohydrate X thì ta nhận thấy. Khi nghiên cứu carbohydrate X thì ta nhận thấy X không tráng gương, có một đồng phân. Không tráng gương nha. Loại glucose, loại fructose. Thủy phân được hai sản phẩm, vậy chỉ có thể là saccharose C. Chứ còn tinh bột thủy phân thu được một sản phẩm thôi. Câu 32. Úi dồi ôi, câu 32 này hay này. Hello, chào Hoa Trọng. Các em ơi, các em cùng comment đáp án câu 32 chưa nào. Úi dồi, câu 32 mới gọi là cực hay này. Cùng thử comment đáp án câu 32 xem nào. Cùng comment đáp án câu 32 xem nào. Ba hai nhìn thì đã phát khiếp rồi đúng không? Cùng thầy nhá.
nhìn kỹ này. Sau khi mổ cá có thể dùng chanh để làm giảm mùi tanh. Chính xác. Dầu thực vật là gồm có carbon hydro oxy. Dầu nhớt bôi trơn thì chỉ gồm có carbon hydro thôi. Vì vậy nên là cùng thành phần đều thành phần chính chất béo là xài. Cao su được trùng hợp từ isoprene được gọi là cao su thiên nhiên. Đúng. Khi làm trứng muối ngâm trứng dịch NaCl bão hòa sẽ hiện tượng đông tụ. Đúng. Thành phần chính của tóc là protein. Đúng. Để làm giảm đau nhức khi bị kiến đốt phải được bôi giấm ăn vào vết đốt. Sai. Giấm ăn là axit. Mà bị kiến đốt là do axit HCOH. Không thể hai thằng axit có phản ứng với nhau đâu. Là nó phản ứng với nhau nên không được. Mà phải bôi gì? Vôi. Tôi. Xe mất hai lần thì nó tác dụng axit hết. Vậy thì có 1 2 3 4 nhận định đúng này. Giảm mùi tanh này, cao su thiên nhiên này, đông tụ này, protein này. 32 đáp án B, Trần Thức đúng, chính xác. Nguyễn Mai đúng, chính xác. Võ Trúc đúng, Tuần Giạt đúng. Rất tốt, nhiều bạn làm đúng phép. Câu 33. 33 đánh dấu để lại nhá. Tí thể chữa, 34 tí thể chữa. Được chưa? Sao mình làm full lý thuyết mà. Bữa nay thầy bảo chúng ta làm full lý thuyết. Tiếp nào. 35 đánh dấu để lại. Nhìn câu 36 nhé. Nhìn câu 36 dễ cực. 36 các em nhìn cho thầy này. 36 các em nhìn cho thầy nhá. Nhìn tinh nhá. Nhìn tinh câu 36 này. Ong đốt cũng vậy em nhá. Nga Thu Đào ong đốt cũng vậy nhá. Ý A là dùng giấm để làm, để khử tanh là bởi vì là tanh là do bọn amin. Nguyễn Xuân nhá. Tanh là do bọn amin thì phải dùng thằng giấm mà là axit. Thì axit tác dụng amin thì nó khử được tanh. Thấy chưa Nguyễn Xuân? Này câu 36 này, em cùng comment đáp án nhìn nhá. Nhìn trông nó rối mắt thế thôi nhưng mà nó dễ lắm. Bao nhiêu bạn thấy rối mắt chấm cái thầy xem nào. Bao nhiêu bạn thấy rối mắt chấm cái thầy xem nào. Nào thầy có này. Nhìn kỹ nhá. Anh này có 3 carbon đúng không? Vậy chắc chắn anh này cũng có 3 carbon. Ai có 3 carbon? Nhìn này, ai có 2 carbon? Vớt. Ai có 1 carbon? Vớt còn BC. Dễ không? Nhìn kỹ này. CH3CONa cộng NaOH chắc chắn là vôi tôi sút. Vôi tôi sút. Nên D là CH4. D là chất thứ 3 là CH4. 1, 2, 3. Đây còn thằng này, không phải loại. 1, 2, 3. Đây, không phải CH4 loại. Vậy chỉ còn C. Đây, 1, 2, 3, chất này CH4, đúng. Vậy, được chưa? Toàn đúng đáp án C. Thế Hiếu ơi, thành phần chính của dầu thực vật là chất béo là đúng. Nhưng mà dầu máy thì nó là chỉ là hydrocarbon thôi. Nên nó sai là vậy em nhá. 37 để lại. 38 để lại. 38 một câu giải tí rất là giải hay luôn. 39 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng này. Mình còn giải 39-40 mấy câu nhận định nữa. Các em cũng comment thử ra nào. Câu 39 nữa nào. Vừa nãy câu 36 các em có hiểu cách giải thế không nhỉ? Câu 39 nào? 39 đáp án gì nào? 39 đáp án gì nào cả nhà? 39 xem nào. 39 thấy dấu hiểu rồi đúng không? Thấy dấu hiểu rồi thì thầy viết phương trình của CH4 hả? Đây. Phương trình CH4 đây. CH3COONa cộng NaOH trong môi trường CaO vôi tôi sút để tạo thành CH4 cộng Na2CO3 nhá. Được chưa? Nhìn thấy làm dễ quá. Ừ thì dễ mà em, thực sự là nó dễ. 39 này, các em cũng chú ý này. Ui có muốn bạn Hoàng Tấn Dũng dám comment, còn không bạn nào dám comment á. Mấy câu này dễ mà. Như các khóa on của thầy là thầy dạy cho các em làm full được 32 câu. Dipeptide valine có phản ứng màu biore sai. Để có màu biore thì nó phải là từ tripeptide trở lên cơ. Được chưa? Nói lại thì tí nữa em tua lại được là Nguyễn Bồng Bỏng. Tí em tua lại được mà. Dung dịch axit glutamic đổi màu khuyến tím thành xanh sai. Thành đỏ chứ. Bởi vì thằng này có hai nhóm CH mà. Etin format HCOOC2H5. Công thức là C3H6O2. Đây chính công thức đơn giản nhất. Glucose C6H12O6. Công thức đơn giản nhất của nó là CH2O. Hai này khác nhau. Cùng công thức đơn giản nhất là sai. C sai. Phenylamin. Phenylamin là C6H5 NH2 chính là anilin. Anilin thì có đổi màu quỳ tím không? Không đổi màu quỳ. Còn ammoniac là NH3.
thì quỳ chuyển xanh. Vậy chứng tỏ là nớt 3 phải mạnh hơn anilin. Nớt 3 mạnh hơn anilin mà tiếp đây dám bảo phenylamin lực bao giờ mạnh hơn nó nữa. Sai. Saccharose phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Đúng, chính xác. Hoàng Tấn Dũng đúng, Lâm Hàn kênh không? Vinin acetat mất bằng dịch brom. Vinin acetat này CH3COOCH nối đôi CH2. Đúng mất bằng dịch brom chưa? Đấy, vậy G đúng. Mình gọi là E, G đúng. E và G đúng nên nhận định đúng mình là C2. Các em thấy không? Rất hay, 39 nhiều bạn comment sai lắm. Hồ Viết Trãi đúng này, phối hợp đúng này. E, G chính xác, Cao Hoàng Hảo. Hồ Viết Trãi chính xác luôn. Chính xác, Nguyễn Việt Hoàng. Ok, rất tốt. Nhầm câu C rồi. Câu 40. 40. Lại một câu phụ lý thuyết nữa. Rất kinh điển. Rất rất kinh điển. Đấy, bạn nào thấy hay thì chấm cái nha. Bạn nào thấy thầy giảng hay mà giảng hiểu thì chấm cái để thầy xem nào. Thứ hai nữa là nhớ share video livestream lại về tường nhá. Em nhầm câu D, không có vấn đề gì cả. Một lần nhầm là một lần nhớ thôi, chẳng có vấn đề gì cả em ạ. Nhớ là xe thăng tác các bạn vào đi luôn livestream là ok. Nào, mình có câu tiếp theo. Mình có câu tiếp theo, câu 40. 40 nhìn thấy cũng ghê đúng không? Thế vĩ hì kìa. Thủy phân triolein thu được ethylene glycol sai. Glycerol chứ. Thế còn sửa cả cái sai mình đúng. Tinh bột bị thủy phân khi xúc tác acid hoặc enzyme, cái này đúng. Thủy phân vinin format thu được hai sản phẩm đều có phản ứng trắng bạc. Vinin format là HCOO CH nối đôi CH2 thì thủy phân thu được HCOOH và CH3CHO. Đúng là cả hai sản phẩm đều trắng bạc thật. Chính xác. Lý thuyết thầy làm nhanh gọn lẹ thật. Thì nó dễ mà em. Trùng ngưng epsilon amino caproic. Epsilon là giống số 6, thằng này có 6 carbon này. Polycaproamid chính là nylon 6. Nên là nó cũng có 6 carbon, nên đúng tiếp. Nhanh gọn lẹ là bởi vì là khủng lý thuyết nên mới làm được vậy mà. Chỉ dùng quý tím có thể phân biệt được 3 dung dịch. Alanin. Alanin này này. CH3 này, CH này. NH2 này, COOH để alanin này. Lysine này. Lysine đánh này. H2N này. 1 2 3 4 5 6 OOH này. NH2 đây là lysine nhá. Axit glutamic. Axit glutamic là đây. 1 2 3 4 5 carbon. Hai nhóm COH, một nhóm NH2. Vậy nếu mà thầy cho quỳ vào đây nhá. Thì anh này là hai nhóm COH, một nhóm NH2 này, đỏ này. Một nhóm CH, một nhóm NH2 không đổi màu này. Hai nhóm NH2, một nhóm CH là xanh này. Vậy là quỳ phân biệt được. Nghe. Phenylamin tan ít trong nước. Phenylamin chính là C6H5NH2. Anilin đấy, tan ít trong nước đúng. Nhưng tan tốt trong dịch HCl. Có, vậy nó phản ứng HCl. Người ta còn dùng HCl để làm gì? Để ngay lập tức, để rửa cái ống mà có thằng anilin. Nên đáp, nên ép cũng đúng luôn. Đúng là thầy like luôn. Dạo này thầy like kinh lắm. Nên là nhớ theo dõi thầy liên tục nhá. Những bạn nào mà quên không theo dõi thầy là đi luôn. Vậy thầy có là gì nhỉ? Số phát biểu đúng là gì? B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án 5. 5 nhận định đúng. Ok. Đấy, các em có hiểu không nhỉ? Bao nhiêu bạn hiểu thì chấm cái thầy nhìn nào. Nhận nhầm câu F không sao cả. Không có vấn đề gì hết. Chúng ta đều có thể sửa được. Được chưa? Đấy, bây giờ các em sẵn sàng sang chuỗi các câu nó khá cứng thêm một tí nữa, đúng chưa? Bây giờ thầy lại lọc những câu dễ dễ, thầy lại làm tiếp cho các em nhá. Nha, thầy lại lọc câu dễ dễ. Tiếp theo là một cái câu dễ dễ là câu 38. 38 là một câu, nói chung là làm... Thầy nghĩ các em đọc đề các em không hiểu đâu. Nhưng mà giải thì dễ lắm. Thì viết chúng ta nhìn nhá. 38 này. Alanin CH3 này, CH này, COOH này, NH2 này, axit glutamic này, HOOC này, CH2 này, CH2 này,
có một thằng, đây là CH thôi. CH3 ta kính đính ở đây này. 1 2 3 4 5 này. OOH này. 1 2 3 4 5 axit glutamic này. Axit acrylic CH 2 nối đôi CH COOH amon. Hỗn hợp bmon gồm propen C3H6, trimethylamin C3H9N. Được chưa? Thế thì câu này ấy, đây bây giờ thầy đang làm câu 3-4 dòng đây. Nhìn nhá. Thì quy đổi, quy đổi hỗn hợp này thành về hỗn hợp gồm COO này. Bài bọn này có chung CO NH3 này. Tại sao NH3 thì lấy thằng này này. Được chưa? Sorry, cái thằng này là thì thiếu nhóm NH2 đây. NH3 lấy thằng này. Được chưa? Thì thằng này thì viết được thành là C3H6 NH3 mà. Đấy. Và cuối cùng là CH2. Sau khi lấy được thì có phải là đây là thành là CH4 không? Thì là CH2 không? Thằng này thả một thằng H lại đây thì đúng là CH2 hết không? Thằng này là thả một thằng H lại đây thì là CH2 hết không? Thằng này CH2, thằng này CH2 không? Được chưa? Nó luôn mà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. Được chưa? Vậy đây này. Thì quy đổi này. Thì đặt. Cần dùng vừa đủ là 1,14 mol. Oxy 1,14 mol. Được chưa? Thu được nước 0,1 mol nitơ. CO2 là 0,91. Vậy này, nhìn nitơ, bảo toàn nitơ này, 0,1 nhân 2. 0,2. Được chưa? Thế đặt này. Thế đặt này. Thế đặt có phải là đặt số mol này là A thì số mol này là B không? Thế đây thì bảo toàn hydro nhá. Bảo toàn hydro ra nước này. 3 nhân 0,2 cộng với 2B. Ok nha. Vậy hoàn toàn đến đây thì có này. Phương trình thứ nhất bảo toàn carbon A cộng B. Đây 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 lấy rồi. A cộng B thì bằng 0,91 nha. Phương trình thứ hai là thể bảo toàn oxy 2A cộng với 1,14 nhân 2 thì bằng 0,6 cộng 2B. 0,6 cộng 2B cộng với 0,91 nhân 2. Đến đây tìm giúp thầy A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Các thanh niên biết bấm máy tính ơi, bấm giúp thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Đây là những câu vận dụng cao, mà đây là những câu dạng lạ, thầy dự đoán là nó có thể có ở trong đề thi của các em trong năm tới. Đây thầy đẩy lên rồi, các em bấm cho thầy máy tính xem nào. Xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Comment dưới này thầy đỡ phải bấm với. Thầy bấm này ngại lắm này. Già đến bây giờ làm cái gì nó cũng chậm chạp. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nào. Đấy các em chấm cái trong xe là về tường nhá. Xe đi không là thầy ẩn gì đấy. Xem nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Vẫn đang chờ đợi, vẫn đang chờ đợi các thanh niên bấm máy tính giúp thầy. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nhỉ? Chưa thấy bạn nào bấm ra được. Bấm giúp thầy với. Đang chờ đợi đi. Đang chờ đợi từng dòng bấm của các em. 0,49 và 0,42. Ôi, mỗi bạn là một kiểu này sợ quá. Hoàng Tấn Dũng. Thầy thấy cái hai cái 0,49 rồi, các em bấm lại nào. 0,49 và 0,42. Hai bạn ra được cái thằng đấy rồi. 0,49, 0,43 thì lấy nha. A bằng 0,49, B bằng 0,42. Được chưa? Được chưa? Thế nhìn này, tiếp tục này. Cho amonic, tiếp là hỗn hợp này, tác dụng vừa đủ với cao mắt. Bọn này bây giờ cho tác dụng cao mắt. Thế nhìn này, em nhìn này. Có phải tác dụng với cao mắt phải chỉ mỗi nhóm CO có tác dụng không? Nói 3 không, CH2 không. Có nghĩa là C3 sóng không, bọn này không mà. Với trong này chỉ có mỗi nhóm CO hay chính là CO tác dụng cao mắt. Thì đúng tỷ lệ 1:1. Vậy suy ra cao mắt bằng 0,49. Giá trị của M 0,49 nhân 56 bằng 27,44. Oh, sorry. Từ từ thì nhìn lại.
A bằng 0,49 đúng không? 0,49 thì cao hắt 0,49, 0, amon x tác dụng lượng dư cao thì lượng cao hắt phản ứng là m gam. Giá trị của m 0,49 mà nhân với lại 56. Chắc là các em tính nhầm đâu rồi. Giá trị của m thì bấm lại nhá. A cộng B. Đây này, A cộng B bằng 0,91. C2 0,91. Đúng rồi. Tiếp tục là 2A cộng với lại 1,14 nhân 2 bằng 0,6 cộng 2B cộng với 0,91 nhân 2. Đúng rồi. A bằng 0,49. Cao hắt dư thì lượng cao hắt phản ứng là m gam. Biết phản ứng giải hoàn toàn thì bài yêu cầu chúng ta ra tìm giá trị m 0,49. Thế nhưng mà ở đây không ra đáp án. 0,49 nhân với lại 56. Kali là 39 cộng với lại 17 bằng 27,44 cơ. Không, chúng ta đang bị tính nhầm đâu rồi. 1,14 chắc chắn là không sai được đúng không? Chúng ta quy đổi 27,44 đúng rồi. 27,44 không có đáp án. Không phải, giải ra là đáp án các em ạ. Thầy chữa mà, thầy chữa trên lớp off là ra là đáp án. Chúng ta thử xem chúng ta tính nhầm đâu đi. Bảo toàn nitơ 0,1, số mol CO2 0,91, số mol nitơ 0,1, 1,14, nước chia 2. À ừ đúng rồi. Cảm ơn Vũ Phương An. Nước chưa chia 2, chính xác luôn. Cảm ơn em. Bấm lại giúp thầy vậy. Nước chưa chia 2. Glu có 2 nhóm CO không vấn đề gì em ạ. Nước thì quên chia 2 thôi. Rồi chắc ra rồi. 1 bằng 1 bằng 0,91 bằng 2 bằng trừ B bằng 0,91 nhân 2 cộng với 0,3 trừ đi 1,14 nhân 2 bằng 0,25 và 0,66. 0,25 0,66 nên thằng này bằng 0,25. Được chưa? 0,25 mà nhân với 56. 14 ngàn. Nhân 56 14 ngàn. Đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Đấy, nhầm một ly là đi cả một dặm luôn. Vì nước phải chia 20. Vừa nãy thầy bảo toán hydro nhá. 0,3 nhân 2 cộng với lại B nhân 2 thì bên này có 2 thì phải chia 2. 0,3 nhân 2 cộng B thì nó phải chia 2. Bên này có 2 mà. Ok chưa? Nguyễn Xuân ơi, chắc phải em tua lại là ok nhá. Được chưa? Chắc phải em tua lại là ok. Thầy nói lại tí. Thầy quy đổi bọn này thành về nhóm CO của NH3 và CH2. Được chưa? Thế đặt thằng CO là A, đặt thằng CH2 là B. Thì bảo toàn nitơ thì 0,1 nhân 2 thì ra số mol NH3 là 0,2. Tiếp theo thì bảo toàn hydro thì khó 0,2 nhân 3 cộng 2B. Do đây là 2 thì phải chia cho 2. Được chưa? Đấy, thế thì hoàn toàn đây thì bảo toàn oxy A nhân 2 này cộng với lại 1,14 nhân 1,14 nhân 2 này thì bằng bọn này nhân với lại 1 này cộng 0,91 nhân 2. Từ đó tìm được AB. Sau khi tìm được AB thì ta có số mol cao hắt thì chính bằng số mol CO hắt thì là xong nha. Đấy, rất dễ thôi, cực kỳ dễ. Phương Anh, ồ cảm ơn em. Chúng ta làm tiếp nhá, làm tiếp sang câu 35 nhá. Làm tiếp sang câu 35 nào. Câu 35. Câu 35 nhá. Thủy phân hoàn toàn agam triglycerid. Thủy phân hoàn toàn agam triglycerid x trong dịch nào hoạt. Triglycerid x đặt là R trung bình đi. COO 3 lần. CH3 5. NaOH thu được glycerol là C3H5OH 3 lần. Dung dịch chứa m gam muối gồm natri stearat C17H35CONa, palmitat C15H31CONa và C17HiCONa. Lần đầu tiên em thấy cách quy đổi hay vậy. Dĩ nhiên rồi, học thầy thì nó phải chất, chất hơn nước cất. Đấy là lý do mà tại sao các bạn học thầy lúc nào điểm thi cũng cao các em ạ. Maximum luôn. Bởi vì các bạn được học những cách cực kỳ dị. Nào mình có này. Bây giờ thì đi bảo toàn carbon nhá. Thì đi bảo toàn carbon này. C17, C15, C17 thì cộng này.
17 cộng 15 cộng 17 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 52. Để chỗ này là C52. H này 35 cộng 31. 35 cộng 31 thì bằng 66 cộng Y. O này O6. Đúng chưa? N23 thì đây là 3 rồi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đây nha. C17 này cộng 15 này cộng 17 này cộng 1 cộng 1 cộng 1 này. Đúng chưa? Thế là C52 này. Nhưng mà còn đây là 3C này, nên là phải cộng 3 nữa. Được chưa? Nên là chỗ này nó phải là C55 H66 cộng Y O6. Ok. Đốt cháy trong oxy thì cần 1,55 mol oxy này. Thu được nước này, CO2 này 1,1 này. Được chưa? Vậy đến đây ta chỉ bảo toàn carbon 1,1 chia cho 55. 1,1 chia 55 bằng 0,02. Bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy nhá. 0,02 nhân 6. Nhân 6 cộng với 1,55 nhân 2 trừ đi 1,1 nhân 2 1,02. Vậy nước là 1,02. Cuối cùng thầy đi bảo toàn hydro 0,02 nhân 66 cộng Y thì bằng 1,02 nhân 2. Đến đây ta tìm được Y bằng 0,02 nhân 2 chia 0,02 trừ 66 bằng 36. Y bằng 36. Đề bài hỏi giá trị của M. Y này bằng 36 rồi. Mà anh này bằng 0,02 mol. Thì mỗi anh này bằng 0,02. Giá trị của M là bấm máy tính thôi. 2 nhân bằng bằng đơn này. Nhìn nha. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 23 cộng 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 cộng 23 cộng 12 nhân 17 cộng 36 cộng 44 cộng 23 bằng 17,82. Ô, thầy bấm thiếu cái gì? Này bấm lỗi thế. À, Y này hình như không phải bằng 36 đâu. Bằng khối lượng được ấy mà. Thì bấm nhầm à? 69 à? 69 cộng Y à? Hồi chết rồi. Lỗi. Đây. 35 cộng 31 là bằng 66. 66 phải cây cộng với lại 8. Trừ đi 3 thì quên. Vậy là đúng là 69 thật, chính xác. Sorry các em. 69 cộng Y. Vậy thằng này là bằng 39 à? 1,02 nhân 2 chia cho 0,02 trừ đi 69. 33. Ok, cảm ơn các em. 69 cộng Y. Đúng rồi, vừa nãy thì lỗi, đây nhìn này. 35 cộng 31 cộng Y nhá. Cộng với 8 trừ đi 3 trừ đi 5. 35 này cộng 31 này cộng Y này cộng với 8 này trừ đi 3 này bằng này 71. Nhìn nhá, 35 cộng 31 cộng Y, nhìn rõ chưa? Cộng Y này cộng 8 74 này trừ đi 3 thì còn 71. Chỗ này là 71 cộng Y. Sorry cả nhà. 71 cộng Y. Vậy đây thì tính lại thì có 1,02 nhân 2 bằng chia cho 0,02 bằng trừ đi 71 bằng 31. Y bằng 31. Nhân lại nhá. 0,02 nhân bằng bằng đơn 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 cộng với 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67 cộng 12 nhân 17 cộng
31 cộng 67 bằng 17,72. Ô sao mỗi đứa là một kiểu này. Phương Anh đang 17,96 á. 0,69 cộng y đâu, 71 cộng y. À không, 69 thật các em ạ. 69 thầy hơi lỗi đấy. Chỗ này thầy ghi thằng này là sai này. Chỗ này là bằng 35 cộng 31. 35 cộng 31 cộng 8 trừ 3 thôi. Ừ, trừ 3 là 71 thật. Trừ 3 là 71. C55H71 cộng Y. Được chưa? Vậy anh này, sao nhiều đứa vẫn đang tính nhầm này? Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ bảo toàn hydro này. 35 cộng 31, 35 cộng 31 này, trừ đi này, 8 này, hiểu chưa? Đặc xuất đi cộng 8, hiểu chưa? Trừ đi 3 bằng 71 nhá. 71 này, vậy chỗ này là 71 cộng Y. 0,02 x 71 cộng Y, hiểu chưa? Bằng 1,02 x 2. 1,02 x 2 bằng chia cho 0,02 bằng chia cho 0,02. Được chưa? Bằng 102, 102 trừ đi 71 bằng 31 thôi. Chỗ này là H31 thôi. Ừ, bảo toàn khối lượng cũng được. Kết quả bằng 17,72 nhá. Em nhớ chưa? Sao nhiều đứa bấm nhầm thế? 17,72 Cao Quang Hảo nhá. Đúng rồi, chính xác Hoàng Tấn Dũng. D. Được chưa? Chỗ này tính hơi nhầm thì hơi lỗi thì các em thông cảm. Giả cả nên mắt nhìn hơi bị lé. Mắt nhìn hơi bị lé. Thế giải tiếp nhá. 17,2 đúng rồi. Thầy giải tiếp này. Câu 33 này. Thầy giải tiếp câu 33 cho các em nhá. 3334. Chiến tiếp 3334. Bạn nào muốn chiến tiếp 3334 chấm cái xem nào. 33334. C2H12O4N2S này. C2H12O4N2S này. Mình nhìn này. Ra được khí làm xanh quỷ tím mộng này. Ra được khí làm xanh quỷ tím mộng. Thế vậy là muối amoni rồi. Đây có S có O4 thì nghĩ nên gốc S O4. Hết mực rồi. Một bút đã hết mực. Chữa đến tận bút. Hết cả mực luôn. SO4 này. Thế vậy là tách SO4 này thì còn là C2. Hết mực tiếp. Hai bút hết mực. Vậy bây giờ còn bút chì thôi. Các em cố gắng nhìn một bút chì nhé. C2 H12. Em nhìn bút chì có rõ. O4 rồi. N2 thôi. Em nhìn bút chì có thấy gì không? Kêu mời các em nhìn bút chì có thấy gì không? Cả nhà nhìn bút chì có thể à, xem còn một bút này nữa. Ủa vẫn còn mày thế. 12 N2. Bây giờ thì tách ra thành vì gốc S4 có 2 hóa trị mà. CH6N 2 lần S4. Tách tiếp cho các em nhìn rõ. Nó chính là CH3 NH3 2 lần S4. Tác dụng với NaOH thì thu được khí hàm xanh quỷ tím mập là CH3NH2 cộng với lại muối của thầy là Na2SO4. Số mol này bài cho 0,1 này. NaOH là 0,35 này. Vậy bảo toàn gốc SO4 này là này 0,1 này. Bảo toàn natri này 0,35 x 1 trừ đi 0,2 thì NaOH còn dư 0,15 M. Và đây là M muối. Giờ chắc đỡ M rồi Trúc Thanh ạ. 0,15 x 40 cộng với 0,1 nhân bằng một đơn 23 cộng với 96. 23 x 2. 20,2. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ok chưa? B bỏ. 34. 34 nhá. Sẵn sàng chiến 34 không? Chiến 34 nhá. 34. Cho hỗn hợp E gồm. Dĩ nhiên là dễ rồi. Học thầy cái gì chả dễ. 34 này. Hỗn hợp E gồm 0,1 mol X C5H11 O4N 0,15 mol Y
C5H14O4N2. Thằng này muối và axit carboxylic 2 trước này. OO này. Chưa làm được gì. À, tác dụng với lại KH. Thì đề này đề dự đoán mà em. Đề này khó, hữu cơ. Chuyên để dự đoán thôi. Thế nên thầy mới tối nay thầy mới không cho em thi thử. Ancol đơn chức, một ancol đơn chức. Hai amino kế tiếp. Cộng với lại 3 muối khan. Thằng này muối axit carboxylic 2 trước này. 2 amino kế tiếp này. 2 amino kế tiếp. Đấy. Đây là muối amoni mà thu được 2 amino kế tiếp. Đây N2. Vậy amino thứ nhất là NH3CH3. Amino thứ hai là NH3C2H5. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4, 5 carbon, đủ 5 carbon, hết. Vậy điều này chứng tỏ rằng là cái thằng muối, một trong ba muối thì một muối là COONA, tất cả hai lần. Hai amino kế tiếp có thể là CH3NH2 và C2H5NH2. Sorry, đây là COK nhé, vì đây là phản ứng cao hoắt mà. Ba muối khan. Với chỗ này thì còn chống hai muối nữa. Mà anh X, anh X giờ nhiệm vụ phải ra một ancol và hai muối. Một ancol và hai muối. Nó khó đấy. Đúng không? Thế thì chú ý này. T, G, ba muối khan có cùng cái gì đây? Có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử. À, đây này. Ba. Trong đó hai muối của hai axit carboxylic và một muối của một amino acid. Hai muối axit carboxylic và muối của một amino acid nhé, cùng số lượng carbon. Thế thì muối này có 2 carbon. Đúng chưa? Muối này có 32 carbon. Vậy thì chắc chắn một thằng là CH3COOK. Muối của amino acid nó phải là CH2 mà cùng NH2 COOK. Được chưa? Được chưa? Để bài hỏi cái gì nhỉ? Phần trăm khối lượng của muối phân tử khối lớn nhất trong G. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G. Thế có nghĩa phải tìm hết số mol này. Thằng này 0,1. Thằng này 0,1. Thằng này 0,1. Thằng này 0,15. Đây này. Thằng này thì ra thằng này đúng không? Thì 0,15 đúng không? Thằng này 0,1 thì ra thằng này 0,1. Ra thằng này 0,1 thôi. Đúng chưa? Đây này khó nhưng mà làm với thầy nó dễ lắm các em ạ. Chú ý nhá. Thế vậy thì thằng nào phân tử khối lớn nhất? COK 2 lần là lớn nhất rồi. 44 cộng 39 nhân 2, thằng này lớn nhất đúng không? 166. Nhân với lại 0,15 thì ra khối lượng của nó 24,9. Chia phần trăm. N cộng. Thằng này là 15 này. Cộng 44 này, cộng 39 này. N cộng 15 cộng 44 cộng 39 thì mà ngoặc nữa. Nhân 0,1 cộng với lại 0,1 nhân 16 cộng 14 cộng 44 cộng 39 bằng 55,33%. Thầy cho em hỏi 11. Hỏi 11 câu không liên quan tí phản ứng kết tủa. Có khí bay lơ lửng được gọi là huyền phù. Không phải em ơi, phản ứng kết tủa mà có khí bay lơ lửng không được gọi là huyền phù em nhá. Cứ bị mê. Ok, thank you em. 55,33. Ô, không có à? Thầy tính nhầm đâu ấy các em ạ. Đợi tí. 0,15, 0,1, 0,1 nhá. Bấm này vào thầy cái. Bấm từng khối lượng đi. 0,15 nhân với mạng hóa đơn 44 cộng với 39. Thì như vừa nãy chưa quên nhân 2. 24,9 này. 0,1 nhân mạng hóa đơn này 15 này cộng với 44 cộng 39 này. Thằng này là bằng 9,8. 16 cộng 14 cộng 44 cộng 39 bằng nhân 0,1. Đây. 16 cộng với lại 14 cộng 44 cộng 39. 16 này cộng 14 này cộng 44 này cộng 39 này nhân 0,1 bằng 11,3.
24,9 chia mở ngoặc đơn. 24,9 cộng 9,8 cộng 11,3 bằng 54,13%. 54,13%. Ok, cảm ơn Bùi Điểu. Đáp án đúng đáp án C. Ngon lành cành đào đúng không em? Lần trước em quanh đáp án Huyền Phu là kết tuổi Huyền Phu chỉ có ALOH 3 lần thôi nghe Thu Đào nhá. Ui giời. Phải không? 30 nha. Chiến là 10 nha. Đây em muốn chiến 30 chấm cái xem nào. 30 nha. 30 nè. Dĩ nhiên là căng. Căng thì mới phải học thầy chứ. Đúng không? Còn không căng thì đi học mấy người khác. Chỉ giải được mấy câu dễ dễ thôi. Lý thuyết còn sai linh tinh lắm. Đấy, câu 30. STX có công thức phân tử C6 H10 O4 xà phòng hóa bằng NaOH thu được chất hữu cơ M N Q. M không tác dụng với COH đại lần, tương đương với M không có hoặc đa hoặc kề của nhóm OH. Được chưa? Nung Q NaOH CaO mà thu được CH4. Điều này tương đương với Q chỉ có thể là CH3 CONa. Không có hiểu ạ. Đề này không có ở trong tập đâu. Đề này đề thầy sưu tầm thêm để giải cho các em. Đề trong tập thì là những cái đề sát về đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đây là đề này là những cái câu dự đoán nhá. N. Xem nào. Vậy mình nhìn này. Anh này là hai chức thuộc dạng này CnH2n trừ 2 suy ra 2pi. 2pi hai chức suy ra là hai chức no. Xem lại thì em xem về tường đi. Là ok. Xem lại em xem về tường là ok em ạ. Đúng không? Hai chức no. Thế vậy này thì có này. À, đầu này đầu CH3CO. Hai chức thì thằng này CH2 này. Không phải là chỉ có một C ở đây. Nếu một C ở đây lại CO thì là trắng bạc rồi, vứt. Bắt buộc ít nhất phải có một C ở đây nữa. OOC thì nó không trắng bạc. Đếm carbon nhá. 1 2 3. Đếm carbon nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 rồi, đúng rồi. Bên đầu này phải là H. Chứ vậy thỏa mãn không? Thằng này ra thì thằng thu được ancol M là CCC OH OH thì không tác dụng CO hai lần nhá. CH3CONa ra CH4 nhá. N của thằng HCONa. X có hai công thức tổ tạo phù hợp. Thằng này chỉ một công thức thôi. Đảo chỗ vẫn là một. Vậy A sai. M và các con không nhắn nhìn chưa? Đúng. Q không tham gia phản ứng trang bạc. Đúng. N không là mất máu dịch brom. Đúng đó. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, để chưa các em? Ngon lành cành đào. Đúng không? Câu 27. Vị chua trong quả sấu xanh là axit giảm vị chua thì em phải ngâm vào trong nước vôi nhá. Nga Thu Đào. 27 nè. Nốt 4ST vòng benzen HCOO CH2 C6H5 C6H5 COO CH3 CH3 COO C6H5 HCOO C6H4 CH2. Đủ 8 chất nha. Đủ 8 chất. Cho 16,32 gam E.
Số mon chia mạng cộng đơn 12 x 8 cộng 8 cộng 32 bằng 0,12 mon. Và ông dịch NaOH đúng lắm. Thu được hỗn hợp X cùng các ancol. Ancol này C6H5 CH2 và CH3OH 18,78 gram muối. Ui nhiều muối lắm, kệ nó thôi. Được chưa? Thế còn 10% pin thôi em ạ. Chắc là chỉ đủ để giải nốt câu này. Chắc chắn có nước. Cho toàn bộ X vào bình đựng natri dư thì M bình tăng 3,83 bằng M vào trừ M ra. M vào là M ancol, M ra là M hydro. Vậy thì đặt này, bọn này là este của ancol, bọn này là este OH này, este của phenol. Thế đặt este của ancol là A thì este phenol là B. Vậy thì có hệ phương trình đầu tiên là A. Một thằng này ăn 1 NaOH, nhưng một thằng este phenol ăn 2 NaOH. A cộng 2B, sorry, A cộng B trước thì bằng 0,12 này. Đúng chưa? Thế gọi este của ancol thì sinh ra số mol của ancol cũng chính bằng C2OH nha. A mol nào? Tác dụng NA dư thì sinh ra hydro đúng không? Là 0,5A đúng không? Vậy suy ra thì được M ancol có phải chính bằng 3,83 cộng với M hydro là 2 nhân với 0,5A không? Vậy là bằng 3,83 cộng A không? Đấy bảo ancol. Hello Nguyễn Hiền. Thế đây thì bảo rằng khối lượng số mol este phenol chính bằng số mol nước đúng không? Vậy thì có biểu thức là biểu thức thứ hai là biểu thức bảo toàn khối lượng. 16,32 này cộng natri này là A cộng 2B này nhân 40 này bằng này M ancol này, vừa tìm được rồi, 3,83 cộng A cộng M muối đề bài cho 18,78 cộng 18B. Đến đây ta tìm AB. Ui, các thiên thần ơi, các thiên thần bấm máy tính giúp thầy. Bấm nốt giúp vào thầy với. Bấm máy tính giúp thầy với. Các thiên thần bấm máy tính giúp thầy. Hello. Bấm máy tính giúp thầy xem bằng bao nhiêu nào. Tìm V gì? À V nào mất xong rồi. Tìm AB nữa là xong. Ui các anh niên chẳng anh niên nào bấm một rồi à? Thầy lại phải đi bấm à? Bắt đầu búng già bấm máy tính. Các em thật là kinh khủng. 1 bằng 1 bằng 0,12 bằng. Thằng này là bằng 40A trừ đi 3 phút xong này là trừ đi 1. B là 40 nhân 2 trừ đi 18 bằng 18,78 cộng 3,83 trừ 16,32 bằng A 0,5, B 0,7, B bằng 0,07. Suy ra ta có A cộng 2B bằng 0,05 cộng với 0,07 nhân 2 bằng 0,19. 0,19 mà chia cho 1 thì bằng 190. Cảm ơn Nguyễn Hưng. Cái ơi, điện thoại thầy sắp sập nguồn rồi. Chắc bây giờ chỉ còn tầm 1-200 pin thôi thì có lẽ là xin phép các em. Còn 3 cô còn lại thì để vào lúc khác thì gửi file giải chi tiết nhá. Còn bây giờ cũng khá là muộn rồi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các em. Những bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP của thầy để chữa full 40 câu trong tất cả các đề thi thử trong cái bộ sách đề của thầy thì các em nhớ đăng ký với thầy, inbox ngay lập tức cho thầy nhá, để giải với những cách giải cực kỳ nhanh và cực kỳ siêu cấp để chúng ta có thể giải được lấy tầm 8-9-10 điểm rất tốt nhá. Còn các em chú ý theo dõi chuỗi live của thầy vào tối thứ hai hàng tuần.
và chuẩn bị có thêm một buổi sáng chủ nhật nữa. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Và các em nhớ giới thiệu với tất cả các bạn của các em để học thầy. Bye bye, chào tạm biệt.